Mẹ thường nói nhà mình nghèo không có món ngon vật lạ, chỉ có nồi cháo cua đồng mẹ nấu để cho con. Cứ hễ mưa về là nồi cháo ăn chứ.
bóng bên tay, con nghe tiếng hót não nùng, nghe dần dần như lời quán thương du hành. Chợt con nhớ ra đó là chim quả mi ngày trước, nó vẫn còn về thăm viếng mẹ đây. Không thấy mẹ, chim buồn bã bay đi, con nhìn nó thêm nhớ về người mẹ. Nhớ hôm mẹ đã liều mình cứu